Xin chào các bạn, thì hôm nay mình tập hợp một cái máy bán nước tự động. Thì đây là bộ đồ chơi dành cho trẻ em cũng rất là thích nha. Bé bé nhà mình rất ok. Đây mà hôm nay thì mình giới thiệu với mọi người mẫu màu xanh nè mọi người. Bé trai được luôn, rất đẹp. Thì khi mà mọi người mua hàng về á, thì chúng ta sẽ được như nè, các lon nước ngọt nha mọi người. Và đây là các đồng tiền tương ứng mình có trong đây ha. Rồi, đặc biệt cái máy này sử dụng 3 viên pin nha mọi người. Pin ở đây mình dùng pin để mình lắp nè mọi người. Rồi, tiếp theo là cái phần này là cái bảng tên của cái máy. Bây giờ thì mình trước tiên mình khám phá cái máy này ha. Màu xanh đó, ở phần bên dưới rồi. Mình coi sơ bộ chiếc máy này coi nó cũng cứng cáp quá này nè. Rồi, lắp pin ở đây. Rồi, bây giờ mình open. Đây có cái nút nè, open nè mọi người. Đó, mở ra. À, ở bên trong thì cái chỗ này có chiếc con. À, tức là hồi mình bỏ tiền vô nó rớt vô đây. Mình lấy tiền ra chỗ này, nước sẽ rớt đây. Rồi, tổng thể là như vậy nha mọi người. Rồi, bây giờ mình tiến hành, mình thực hiện nha mọi người. Lắp pin vào. Đây, trước tiên mình lắp pin vào. Mở cái này ra mình lắp pin vào nha mọi người. À, bây giờ mình sẽ mở ra để lắp pin vào nha mọi người. Rồi cái con mình lấy cái con ốc ra nha mọi người, đừng để rớt nha. Rồi lắp 3 viên pin vào. Thì khi mà thường thì tùy theo cái chỗ mấy bạn mua hàng thì đa phần thì người ta sẽ không có kèm pin cho các bạn. Rồi mấy bạn về mấy bạn sẽ tự mua pin lắp vào ha. Cũng có chỗ thì sẽ kèm pin cho mấy bạn nha. Thì ở đây 3 viên pin đó, lắp vào nó có âm thanh rồi đó mọi người. Rồi mình đóng nắp lại ha. Mình sẽ dặn cái này lại nha mọi người, cho nó chặt lại ha, để mình chơi hồi nó tránh nó bị rớt nha mọi người. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc mặt nó lại, coi nó kêu như thế nào ha. Rồi, bây giờ mình sẽ nghiên cứu. Rồi mình gắn cho nó cái bảng của máy bán nước đi. Rồi gắn vô làm sao này. Đó, mấy bạn sẽ lên bảng hiệu của máy bán nước. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái lon nước ngọt vào với các phần tương ứng nha mọi người. Thì mình mở ra mình bỏ nha. Đây mọi người thấy không? Đây cái loại này thì mấy bạn bỏ vào nhìn cái phần tương ứng nè. Cái đầu tiên là nước gì đây? Đó, rin. Đây. Đó. Đó. Tiếp theo màu xanh nè. Đó. Màu xanh thì hàng thứ hai, đó mình sẽ bỏ màu xanh. Tiếp theo màu xanh lá cây. Hàng tiếp theo thứ ba. Rồi, xanh lá cây. Màu cam, nước cam. Thì chúng ta sẽ bỏ vào cuối cùng. Cam này mọi người. Rồi. Green này nãy đầu tiên nè. Rồi. Đó. Rồi xong ha, các bạn sẽ đóng nắp lại. Rồi, bây giờ tới cái phần tiền. Đây là cái những đồng tiền mà khi mà mấy bạn chơi ha, mình ở nhà mấy anh em mình chơi ha, mình chia ra. Mỗi người sẽ mua một lần. Chúng ta sẽ bỏ tiền vào đây để chọn cái loại nước mình thích nha. Rồi. Đó. Nó có cái đèn. Nó hát đó mọi người. Đó, nó hát xong rồi đó mọi người. Giờ em chọn nha, em bỏ tiền vào rồi, em nghe nó hát rồi đó mọi người. Giờ em chọn nè. Chọn uống nước. Đây. Đó. Rồi, nó bay ra cho mọi người lon nước đây nha mọi người. Rồi, tiếp theo thì tới các bạn tiếp theo muốn mua cho mình nước cam đi thì bỏ vào. Đây. Đó, nó hát. Đổi bài nha mọi người. Đó, rít mệt. Giờ em chọn nước cam. Đó, rồi em bấm hai cái luôn. Bấm đè lâu quá hai cái luôn, gấp hai chai luôn mọi người. Bây giờ tiếp theo em chọn cái nước màu xanh xanh vừa. Đó, nó nổi nhạc nữa, hay quá. Vui nè, cái này vui nè. Ở nhà mấy chị em chia ra ngượng đồng hay tranh nhau. Tới mình thì mua nước này, tới bạn kia mua nước kia. Đặc biệt cái máy này nha mọi người, nó kèm cho chúng ta những cái sticker á mọi người. Về mọi người có thể dán ở đây để trang trí nè. Một tí xíu mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái sticker mà kèm theo đi với cái máy nha mọi người. Mẫu này rất là ngộ nghĩnh đáng yêu luôn. Đây em lấy cái sticker trong dán vô chai nước ngọt thì nó sẽ kèm theo mấy sticker nè. Đó 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 đó, mọi người thấy không? Đó. À, về cái mọi người tháo ra mọi người trang trí vòng thân máy á mọi người. Ok lắm luôn á, dễ thương nữa. Cái này cho mấy bé làm quà tặng cho các bé thì tao nói tuyệt vời rồi. Giá là 200.000 một cái nha mọi người. Tiền ship 30.000, bạn nào có mua hàng á thì liên hệ với em qua Zalo số điện thoại 0387728778 nha. Em ở Tiền Giang. Dạ em cảm ơn mọi người đã theo dõi video ạ. Tiếp theo á thì cái phần mở và lấy đồng tiền á, tại vì sớm giờ mình bỏ đồng tiền vô mà mình lấy chỗ nào thì đây, cái phần đồng tiền nó làm cho một cái ngăn riêng mọi người thấy giữa phải không? Đó, tiền ở trong đây đó, mình sẽ lấy ra. Mình lấy tiền ra. Đó, mọi người thấy không? Lấy tiền ra nha. Rồi, rồi xong. Rồi, em cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Có bất kỳ cái gì thì cứ alo cho em nha.